Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời. Sang dối dàng. Giờ đây... Kính thưa quý vị, tôi là Nguyễn Bắc Truyển, cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, đang sinh sống tại Sài Gòn. Thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế là nhà đấu tranh hàng đầu trong quốc nội. Sau năm 1975, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đã đấu tranh kiên trì và liên tục. Bác sĩ lập ra cao trào nhân bản để vận động nhân quyền cho Việt Nam. Bác cũng đã chịu đựng trên 20 năm tù với nhiều lần bắt. Chính phủ Hoa Kỳ nhiều lần đã đề nghị bác định cư tại Hoa Kỳ, nhưng bác đã từ chối và bác Quế đã ở lại để cùng sát cánh với những nhà đấu tranh trong nước. Trong thời gian qua, mặc dù chịu nhiều cái sự theo dõi và giám sát của công an Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đã đến thăm các cái hội đoàn vừa mới thành lập cũng như những nhà đấu tranh vừa mới ra khỏi nhà tù. Bác đã đến thăm hội phụ nữ vì nhân quyền, hội dân quan, rồi bác đến thăm ông Nguyễn Hữu Cầu cũng vừa ra khỏi nhà tù sau 37 năm giam cầm. Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế còn đi thăm các cái cộng đồng tôn giáo yếu thế, bị nhà cầm quyền cộng sản địa phương đàn áp như Phật giáo Hòa Hảo. Thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế luôn khích lệ những người tuổi trẻ dấn thân vào công cuộc đấu tranh dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bác cũng vận động người dân quan tâm hơn nữa về cái tình hình của Việt Nam, cũng như kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải cải cách thể chế chính trị một cách thực sự hơn nữa. Và bác sĩ Nguyễn Đăng Quế cũng là cái mục tiêu để cho họ nhắm tới theo dõi sách nhiễu thường xuyên. Vừa qua, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế cùng cha Phan Nhân Lợi ở tại Huế đã đứng ra thành lập Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam. Đây là một hội nhằm quy tụ những anh em đã đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam, đã thông đi qua những nhà tù và trở về với gia đình có nơi sinh hoạt để giúp đỡ với nhau, để cùng đấu tranh tiếp tục cái công cuộc cho dân chủ và nhân quyền ở tại Việt Nam. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc tàu ngang tàn trên quê hương ta. Trường xa đã bao người dân vô tội chết ngập ngôi vì tay súng giặc nào. Làm một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài xăm. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Xâm lược trong kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời. Người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền quý giàu sang dối dàng.
Kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người bà ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền quý giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã lược trong kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam.